Cưỡi trên lưng những chú chiến bắc kiêu hùng, tựa như con Bucephalus và Alexander Đại Đế năm xưa. Cầm trên tay những thanh gươm sáng loáng, họ cầm lên những tiếng hô vang như sấm rền và lao vào chiến trường như những tia chớp giật trên bầu trời. Đó chính xác là những từ ngữ mà người ta thường dùng để mô tả về những lực lượng kỵ binh oai dũng trong lịch sử. Từ những chiến binh thiện chiến, trung thành, kỷ luật bậc nhất lịch sử thế giới đương đại, trải qua toàn bộ những thử thách khắc nghiệt tưởng chừng vượt ngưỡng giới hạn con người, họ mang theo sứ mệnh cống hiến cho sự thịnh vượng và danh dự của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những gì người ta mô tả không chỉ về lực lượng đặc nhiệm siêu của Hải quân Hoa Kỳ, đó còn là những chiến binh tinh nhuệ thuộc quân đoàn hàng không đặc biệt, là đơn vị đặc nhiệm thuộc quân đội Hoàng gia Anh SAS. Xứng danh là vị vua bất bại trên mặt đất, được xưng tụng là bá chủ chiến trường trên bộ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các đơn vị bộ binh kẻ thù, và là vị thần hộ mệnh đối với các chiến sĩ đồng minh, T-14 Avatar. Xứng danh là vị vua bất bại trên mặt đất, được xưng tụng là bá chủ chiến trường trên bộ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các đơn vị bộ binh kẻ thù, và là vị thần hộ mệnh đối với các chiến sĩ đồng minh, T-14 Avatar. Tuy nhiên, cuộc đời của Tesla lại khá lận đận khi vào thời đại của ông, nhân loại không đủ khả năng để hiểu hết những ý tưởng của ông kiệt xuất. Mãi cho tới sau này, người ta mới nhận ra rằng Tesla thực sự là một điều gì đó vượt qua giới hạn của loài người. Những bí ẩn mà ông để lại cho khoa học đang được khám phá từng ngày. Cái người phát minh ra thế kỷ 20, Nikola Tesla. Xin được giới thiệu đến các bạn một công thức chiến thắng bí mật để một đội quân nhỏ yếu, không có kinh nghiệm, thậm chí là nghèo nàn, lạc hậu, có thể tạo nên cuộc chiến đánh bại tham vọng bành trướng lãnh địa của những thế lực quân sự hùng mạnh đang chi phối lịch sử thế giới. Không sai, thứ chúng tôi đang nói đó chính là chiến thuật tác chiến phi đối xứng. Đây cũng là điều các bạn đã thấy trong biết bao lần vấp ngã của các nước như Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp trên quãng đường dẫn đến tham vọng bá chủ thế giới của họ. Nhưng có thật đó là một chiến lược hoàn hảo. Giao tranh trên những con đường mù mịt khói bụi, lèn lỏi trong các ngõ ngách chật hẹp, răng đầy những cạm bẫy chết người, đổ máu hay thậm chí là mất mạng để giành giật từng góc phố, từng ngôi nhà hay thậm chí là từng căn phòng. Vâng, những gì các bạn đang thấy trên màn hình chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi đội quân hiện đại mang tên tác chiến đô thị.
chiếc T14 Amata đang hiện trên màn hình không phải là nhân vật chính trong ngày hôm nay, mà thay vào đó là chiếc xe tăng được mệnh danh là kỳ phùng địch thủ trong tương lai của nó. Đó chính là KF 51 Panzer, con báo thép đến từ nước Đức.